Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay cập nhật quý vị thông tin liên quan tới việc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến tại tiểu bang Cali ra sao mà khiến cho ông thống đốc Gavin Newsom đã phải ngay lập tức ban hành lệnh bắt buộc tất cả cư dân của tiểu bang phải đeo khẩu trang. Và xin nhắc, lệnh đeo khẩu trang của tiểu bang Cali nó gắt gao lắm. Nó không đơn giản là chuyện đến với nơi công cộng, mà kể cả khi quý vị bước ra khỏi nhà cũng phải đeo khẩu trang. Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị thêm nhiều thông tin cập nhật về chuyện tiểu bang Cali bắt buộc cư dân đeo khẩu trang. Đây là tin nóng, tin gây chú ý cho cả nước Mỹ luôn. Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là tiệm Kim Loan Healthcare bên trong khu thương xá Grand Century Mall bây giờ thì đã được mở cửa trở lại rồi. Đón quý đồng hương mình mua sắm bên trong. Quý vị có nhu cầu thì đừng quên gọi cho chị Kim Loan ở số 408-292-8838. Hot News với Thanh Tùng có mang đến quý vị qua sự bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân. Bây giờ cũng đã được mở cửa để chào đón quý đồng hương và mình vào mua sắm bên trong. Nên quý vị có thể đến mua sắm rất là thoải mái, tiện lợi, dễ dàng luôn. Có nhu cầu quý vị gọi cho Xuân Vân Healthcare số 408-528-9297. Thưa quý vị, đằng sau quyết định bắt buộc tất cả cư dân của tiểu bang Cali phải đeo khẩu trang, đó chính là con số lây nhiễm COVID-19 tại tiểu bang Cali đang gia tăng quý vị. Nó đang gia tăng. Thì đó chính là nguyên nhân trực tiếp. Thưa quý vị, ngày hôm qua thứ năm là ngày 18 tháng 6, thống đốc của tiểu bang Cali Gavin Newsom loan báo enough is enough. Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy có quá nhiều người bây giờ họ không che mặt. Thế chữ che mặt này là chữ Thanh Tùng dịch sát nghĩa từ bản tin tiếng Anh là cover their faces. Nhưng thật ra nếu mà dịch qua tiếng Việt của mình á, thì mình nên dùng chữ là họ không có che mũi và che miệng. Ý của ông thống đốc trách là tại sao có quá nhiều dân Cali bây giờ không có che mũi và che miệng khi đi ra ngoài đường, khi đến những nơi công cộng. Theo lời của ông thống đốc Gavin Newsom, ông nói việc mà nhiều người không chịu đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, nó là một cái rủi ro. Nó rủi ro cho những tiến bộ thật sự mà tiểu bang Cali của chúng ta đã có được trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Chính vì vậy mà thống đốc tiểu bang Cali muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người dân rằng tiểu bang Cali hiện giờ đang áp dụng một cái chiến thuật là giúp mở cửa từ từ, mở cửa dần dần các cơ sở thương mại dịch vụ, mở cửa dần dần nền kinh tế của tiểu bang, đưa người dân trở lại với công ăn việc làm, gần hơn với cuộc sống bình thường trước đại dịch. Và cái chuyện mà mở cửa thành công hay không, chuyện mà người dân trở lại công ăn việc làm thành công hay không, tùy thuộc vào sự tham dự của tất cả mọi người, của dân chúng của tiểu bang Cali, mà trong đó nó tùy thuộc vào ý thức của người dân trong việc đeo khẩu trang khi ra đường, và thuộc về ý thức của người dân Cali trong việc giữ giãn cách xã hội, tức là social distancing. Nên thống đốc Gavin Newsom có kêu gọi muốn tiểu bang Cali của mình thành công trong việc mở cửa trở lại, phát triển trở lại nền kinh tế, mọi người có công ăn việc làm, thì chuyện đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng. Thống đốc kêu gọi tất cả người dân Cali tuân thủ theo những hướng dẫn về y tế của giới chức có trách nhiệm. Đó là phần lên tiếng của thống đốc Gavin Newsom. Và ông nói rằng là lệnh đeo khẩu trang bắt buộc đối với tất cả cư dân của tiểu bang Cali có hiệu lực ngay lập tức, tức là nó có hiệu lực ngay từ buổi trưa của ngày thứ năm 18 tháng 6. Còn việc khi Thanh Tùng đang thưa chuyện quý vị thì lệnh đã có hiệu lực rồi. Như vậy thì thưa quý vị nhìn thấy cái lệnh này đó nó có ý nghĩa ra sao tại tiểu bang Cali, thì cho Thanh Tùng được thưa cái câu chuyện về khẩu trang ở tiểu bang Cali của mình. Tính cho đến giờ phút này, nó càng ngày càng trở thành một đề tài nóng, là đề tài gây tranh cãi rất dữ dội, tranh cãi rất mạnh mẽ, và nó trở thành biểu tượng bị chính trị hóa trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Hiện bây giờ, quý vị thấy tiểu bang Cali trước đó, thưa là trước cái ngày thứ năm 18 tháng 6, tiểu bang Cali tùy cho các quận hạt được quyền ban hành lệnh đeo khẩu trang hay không, là tùy các quận hạt. Thanh Tùng nói thí dụ ở vùng Bay Area của mình,
tất cả các quận hạt đều ban hành lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang. Hầu hết các quận hạt ở vùng B, ngoại trừ quận hạt Santa Clara. Quận hạt Santa Clara là quận hạt có số người bị chết nhiều nhất vì COVID-19 cho toàn vùng B. Toàn vùng B của mình có 10 quận hạt. Thì quận hạt Santa Clara là nơi có số tử vong cao nhất của COVID-19. Trong 10 quận hạt, thì quận hạt Santa Clara có số người bị lây nhiễm COVID-19 đứng thứ nhì, chỉ sau quận hạt Alameda mà thôi. Ấy vậy mà, tất cả các quận hạt khác người ta đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, ngoại trừ quận hạt Santa Clara. Giải thích lý do tại sao, thì tiến sĩ Sarah Cody, giám đốc cơ quan y tế của quận hạt Santa Clara có giải thích: chúng tôi chỉ có thể khuyến cáo dân chúng, khuyến khích dân chúng, mạnh mẽ khuyến khích dân chúng, kêu gọi dân chúng đeo khẩu trang. Chúng tôi không thể bắt buộc. Lệnh bắt buộc đưa ra rất khó, rất khó. Bà chỉ nói như vậy thôi. Vậy, để lại quận hạt Santa Clara chúng ta bây giờ đó là quận hạt mà không bắt buộc đeo khẩu trang. Nè, cho Thanh Tùng được nhắc với quý vị. Quận hạt Santa Clara, nơi mà có thành phố San Jose trong đó đó, có thành phố San Jose nè, Milpitas, Santa Clara, rồi Palo Alto, Sunnyvale đó. Đó là nơi không bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, bên trong quận hạt Santa Clara thì một số thành phố tự ban hành quyết định bắt buộc đeo khẩu trang. Một số thành phố tự ra quyết định, gồm có các thành phố như là Milpitas, Cupertino, Palo Alto và San Jose. Hiện giờ ít nhất 4 thành phố trong quận hạt Santa Clara tự ban hành lệnh riêng của thành phố này bắt buộc cư dân phải đeo khẩu trang. Nên quý vị thấy, trước giờ cái tình hình đeo khẩu trang nó tùy thuộc vào địa phương, thậm chí ở quận hạt cũng tùy thuộc vào thành phố nữa. Đúng không quý vị? Bây giờ, nối tiếp theo sau cái câu chuyện nó xảy ra dưới quận Cam, như Thanh Tùng đã có một số lần được kể chuyện của chị nghe đó, là ở dưới quận Cam, cái vụ mà bắt buộc đeo khẩu trang, lệnh bắt buộc đeo khẩu trang đưa ra hồi cuối tháng 5 bởi giám đốc cơ quan y tế quận Cam lúc đó là bà tiến sĩ Nicole Quick. Bà bắt buộc cư dân phải đeo khẩu trang và lệnh này ngay lập tức vấp phải sự phản đối rất mạnh mẽ. Rất nhiều người chống, họ phản đối mạnh mẽ lắm, họ không đồng ý. Không chỉ một số, không phải một số mà rất nhiều người dân họ phản đối, mà các vị dân cử ở quận Cam họ cũng phản đối lệnh bắt buộc đeo khẩu trang. Sau đó người ta đe dọa cái bà giám đốc cơ quan y tế quận Cam đến độ mà cảnh sát phải tới bảo vệ nhà riêng của bà, bảo vệ gia đình của bà. Người ta đe dọa cả gia đình bà luôn. Và cuối cùng thì bà này phải từ chức. Bà từ chức xong, người lên thay thế bà là ông tiến sĩ Châu, Clayton Châu. Hai ngày sau ông tuyên bố bãi bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở quận Cam. Bãi bỏ luôn. Cái tên này chúng tôi chỉ khuyến khích quý vị mạnh mẽ, khuyến khích quý vị đeo khẩu trang, chứ mình không bắt buộc đeo khẩu trang nữa. Những người đeo khẩu trang đều tin theo lời của các viên chức y tế hiện nay trên cả nước Mỹ. Khẩu trang là phương tiện rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm COVID-19. Nó hữu hiệu cỡ nào quý vị? Nó hữu hiệu là như vậy. Bản thân cái khẩu trang như Thanh Tùng có thưa với quý vị, nó không giúp bảo vệ cho quý vị. Bản thân cái khẩu trang vải quý vị đang đeo hay tất cả những loại khẩu trang quý vị thấy đang bán trên thị trường á, ngoại trừ cái khẩu trang mà loại N95, đó là loại khẩu trang tốt nhất trên thị trường hiện nay mà dùng cho các bác sĩ phẫu thuật, chuyên viên y tế đó. Đó là loại khẩu trang được thiết kế đặc biệt để có thể ngăn được 95% các loại virus và vi khuẩn xâm nhập xuyên qua cái khẩu trang đó để nó vào mũi, vào miệng của mình. Chỉ có N95 là loại làm được chuyện đó. Còn lại các loại khẩu trang khác mình đang thấy hiện nay đó, nó không bảo vệ được mình quý vị. Nó không bảo vệ được vi khuẩn xâm nhập vào mình. Nhưng mà mình cần cái khẩu trang là tại sao? Như Thanh Tùng đã có nhiều lần thưa với quý vị là bởi vì quý vị thấy hiện giờ có ít nhất 35% những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Họ không biết họ đang bị bệnh, họ không triệu chứng gì trơn á, không ho, không sốt, không gì cả. Họ bình thường như mình, nhưng họ lại có thể lây bệnh được cho người ta, mới chết cái vụ đó. Cho nên bây giờ mình biết ai là người đang có bệnh mà không triệu chứng. 35% quý vị, không ít. Cứ 100 người nhiễm bệnh thì 35 người không hề có triệu chứng và đang lây bệnh cho mình ở ngoài cộng đồng. Đó là lý do cái chiếc khẩu trang hết sức quan trọng. Bây giờ như vậy, tôi không biết anh bệnh, tôi bệnh hay không, mà tôi không biết tôi có bệnh hay không nữa, đúng không? Tốt nhất thôi tất cả chúng ta cùng đeo khẩu trang. Tất cả cùng đeo khẩu trang. Thì kể cả những người họ không biết họ bệnh, họ đeo khẩu trang luôn. Thì những người mà đang bị bệnh đó, khi họ đeo khẩu trang thì họ tiếp xúc với mình, họ không có làm văng cái nước miếng
có chứa virus ở trong đó tới người đối diện. Họ che lại như vậy, đúng không quý vị? Khi họ ho nè, họ hắt xì nè, khi họ nói chuyện nè, thì nó cản lại cái virus đó không có phát tán ra ngoài không gian. Nó sẽ không khiến cho những người bị bệnh xung quanh. Bởi quý vị biết, cái chuyện lây nhiễm á, bây giờ nó không chỉ là khi mà mình nói chuyện ra, nước miếng nó rớt xuống bàn, nó chứa theo cái con virus, rồi cái quý vị vô tình quý vị chạm lên tay cái bàn đó, quý vị mang cái con virus đó, quý vị đưa lên mặt, là quý vị đưa virus vào cơ thể của mình bằng cái đường truyền của mình. Chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng quý vị biết một trong những cách mà lây nhiễm khủng khiếp á, là nói chuyện với nhau như vậy. Người bệnh là đây, thí dụ thôi, đây là người bệnh. Quý vị là người đang mạnh khỏe, quý vị đứng gần Thanh Tùng trong khoảng cách dưới 6 feet. Thanh Tùng chỉ cần nói chuyện lớn thì nước bọt mang theo vi khuẩn có thể bám lên người quý vị, bám lên da mặt của quý vị. Và nó sẽ khiến cho quý vị bị nhiễm bệnh. Đó là một cách. Cách thứ nhì, khi xung quanh Thanh Tùng không có ai, Thanh Tùng ho, Thanh Tùng đang bị bệnh, thí dụ đi, Thanh Tùng đang mang virus trong người nè. Thanh Tùng ho, ho rất nhiều, ho sặc sụa, Thanh Tùng nhảy mũi, virus ra, đúng không? Virus nó sẽ bắn ra trong không gian, trong không khí. Sau đó Thanh Tùng quay lưng đi, Thanh Tùng quay lưng đi. Một người thứ nhì, một người xa lạ thứ nhì, không hề biết chuyện gì xảy ra, cách đó vài phút, họ vô tình họ bước tới đứng ngay cái chỗ của Thanh Tùng. Quý vị có tin không? Virus nó vẫn tồn tại trong không khí trong ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Nó vẫn 3 tiếng đồng hồ lơ lửng như vậy, 3 tiếng đồng hồ, ít nhất. Và đó là lúc quý vị vô tình, quý vị bước tới đứng đúng chỗ Thanh Tùng đứng hồi nãy, Thanh Tùng mới ho hồi nãy. Và đó là lúc vi khuẩn xâm nhập vào quý vị thông qua đường hô hấp. Đó, đó là những cách lây bệnh. Khi mà mình hiểu những cách lây bệnh đó thì bây giờ quý vị mới thấy rằng là tại sao mình cần cái khẩu trang. Là để những người, thí dụ thôi, những người mà giống như Thanh Tùng, Thanh Tùng nói ví dụ cho em đang mạnh khỏe nha, có gì mạnh khỏe em lấy ví dụ em thôi, để em lấy ví dụ em để khỏi đụng chạm người khác. Thế những người mà bị bệnh thí dụ vậy đó, họ đeo khẩu trang, họ có ho nó cũng không văng ra ngoài, họ hắt xì nó không văng ra ngoài, họ nói chuyện nó cũng không văng ra ngoài. Nhờ vậy mà tất cả những người xung quanh không bị lây nhiễm. Đó là hiệu quả của cái khẩu trang. Đó là hiệu quả của cái khẩu trang. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này. Thanh Tùng trở lại với quý vị sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay đúng dằm thứ 6, ngày 19 tháng 6 là ngày mà tiểu bang Cali bước sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 có nghĩa là gì? Ngành nào được mở cửa nhờ cho Thanh Tùng nói trước. Giai đoạn 3 là ngành. Có một ngành trong đó mà người Việt mình quan tâm lắm, đó là ngành nail quý vị. Các tiệm nail được mở cửa trở lại bắt đầu từ thứ 6, 19 tây tháng 6 tại tiểu bang Cali. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được mở cửa, bởi vì nó còn tùy vào các quận hạt vậy. Các quận hạt nào đã mở và quận hạt nào chưa được mở tiệm nail, Thanh Tùng cập nhật những tin mới nhất đến với quý khán giả xem TV. Tuy nhiên trước hết, thì cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tới một hot news với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là nhà hàng Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall đã có thể đón quý thực khách vào ăn uống bên trong nhà hàng được rồi. Thanh Tùng nói giỡn quý vị để coi quý vị tỉnh ngủ hay không thôi. Dạ, hiện bây giờ nhà hàng Paloma nằm ở khu vực San Jose, cho nên vẫn chưa được đón quý vị vào bên trong. Tuy nhiên vẫn có thể mời quý vị ăn uống ở ngoài trời. Paloma đón quý vị ăn uống ở ngoài trời ngay tại phía trước của nhà hàng. Quý vị có thể đến để thưởng thức từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều nha quý vị. Nhà hàng Paloma 408-277-0922. Tiếp một hot news với Thanh Thuận mang đến quý vị qua sự bảo trợ bởi Angel Building trong khu thương xá Grand Century Mall. Quý vị có nhu cầu thì gọi cho Angel Building số 408-417-8638. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay là ngày thứ 6, 19 tháng 6 ha, là ngày mà tiểu bang Cali chính thức bước sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 đó là giai đoạn mà ngành tóc nè, ngành nail nè, phòng tập gym nè, tiệm các cái tiệm mà tattoo tức là xăm mình á được mở ra, các dịch vụ chăm sóc nhan sắc cá nhân được mở ra. Thành Tùng dịch sát nghĩa đó, những dịch vụ chăm sóc cá nhân là cái gì quý vị? Là các dịch vụ mà xăm môi, xăm chân mày, rồi các dịch vụ đấm bóp đó quý vị, massage đó, được mở ra, đó là giai đoạn 3. Phòng tập gym được mở cửa trở ra, rạp chiếu phim được mở cửa trở ra, đó là giai đoạn 3. Thì quý vị nhớ là thống đốc tiểu bang Cali cùng với cả tiểu bang đã quyết định cho Cali được bước sang giai đoạn 3 kể từ thứ 6, ngày 19 tây tháng 6. Lệnh này được đưa ra cách đây đúng một tuần. Cách đây đúng một tuần, đó là hôm thứ 6 tuần trước, ngày 12 tháng 6. Cho nên quý vị có nghe cái tin về việc ngành nail được mở ra ở Cali? Dạ đúng.
Tin đó quý vị nghe hoàn toàn đúng. Nhưng quý vị cẩn thận, bởi vì nó kèm theo một câu nữa là những quận hạt nào phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đưa ra của tiểu bang Cali thì mới được bước sang giai đoạn 3. Thì một số các điều kiện mà tiểu bang Cali đặt ra đó, cho tới bây giờ hầu hết các quận hạt của tiểu bang Cali đều đã được chấp thuận, tức là đều đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của tiểu bang Cali hết để được bước sang giai đoạn 3. Hầu hết Cali của mình có tổng cộng 58 quận hạt, thì bây giờ có trên 50 quận hạt là đã được tiểu bang Cali bật đèn xanh cho bước sang giai đoạn 3. Ngoại trừ một lần nữa có gì ở vùng Bay Area, ở vùng Bắc Cali đó, ở Bay Area có 4 quận hạt hoặc là họ không đủ điều kiện, hoặc là họ tự quyết định đóng cửa tiếp, họ không vội vàng bước sang giai đoạn 3. Thì 4 quận hạt đó bao gồm quận hạt Marin, quận hạt San Francisco, quận hạt Alameda và quận hạt Santa Clara. Đó là 4 trong số 5 quận hạt ban hành lệnh Shelter in Place đầu tiên tại Bay Area và trên toàn tiểu bang Cali cũng như là trên toàn nước Mỹ. Bây giờ một trong số 5 quận hạt đó nó tách ra, không muốn đứng chung hàng ngũ với 4 quận hạt chặt lòng chặt dạ nữa. Quận hạt này muốn tách ra, mở cửa sớm hơn cho nền kinh tế. Đó là quận hạt San Mateo. Quận hạt San Mateo trước kia đứng cùng hàng ngũ với 4 quận hạt Thanh Tùng vừa kể để ban hành lệnh Shelter in Place rất gắt gao, rất gắt gao. Nhưng quý thấy trong thời gian vừa qua, nhất là trong tuần lễ vừa qua đó, thì quận hạt San Mateo bước ra, không đứng chung liên minh với 4 quận hạt, tự ý xin tiểu bang Cali chấp thuận cho mình được bước sang giai đoạn 3 nhanh hơn. Và tính cho tới hôm thứ 3 vừa qua thì quận hạt San Mateo đã được tiểu bang Cali chấp thuận bước sang giai đoạn 3. San Mateo là bao gồm các khu vực của vùng biển Half Moon Bay, vùng Redwood City, rồi phía nam có San Francisco đó có gì. Khu vực này là bao gồm rất nhiều các sòng bài. Quận San Mateo đó bao gồm một số các sòng bài, một số các trường đua ngựa, các cái tiệm tóc nè, tiệm nail nè, mà tóc với nail ở San Mateo đó có gì biết, người Việt mình làm chủ rất là nhiều, hoặc là đi làm tóc, làm nail ở vùng đó rất là nhiều. Cho nên cái tin mà San Mateo cho tóc với nail mở cửa đó là tin hết sức quan trọng với rất nhiều bà con của mình. Thành ra sẵn đây cho Thanh Tùng được nhắc với những quý vị nào là chủ của những tiệm tóc, những tiệm nail mà ở San Mateo, chúc mừng quý vị. Bắt đầu từ thứ 6, 19 tháng 6, tóc và nail của quý vị được mở cửa hoạt động trở lại ở San Mateo. Như vậy, riêng ở San Mateo thì những nơi sau đây được mở cửa nè. Những nơi cắm trại, các phòng tập gym, tập thể hình, gym hay là fitness center được mở cửa trở lại. Rạp chiếu phim được mở cửa trở lại, nail được mở cửa trở lại nè. Ngành tattoo, xăm mình, xăm chân mày, xăm môi mở cửa trở lại. Viện bảo tàng mở cửa trở lại, nhà triển lãm mở cửa trở lại. Rồi các trung tâm giải trí cho gia đình được mở cửa trở lại. Đó là những nơi. Ngoài ra, các khách sạn ở San Mateo được mở ra để đón du khách. Nên bây giờ quý vị đã có thể đặt phòng ở những khách sạn dọc theo vùng bãi biển của San Mateo đó để tận hưởng không khí mùa hè trong lành. Quý vị đã có thể làm được điều đó rồi. Đó là San Mateo. Và xin nhắc, đương nhiên kèm theo điều kiện là gì? Khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên. Dĩ nhiên. Đó, theo trên thông báo cái gì là San Mateo đi rất là nhanh. Thì quý vị thấy rằng là ngày xưa mình có 5 quận hạt trong một liên minh ở vùng B, chặt lòng chặt dạ, Shelter in Place. Bây giờ một quận hạt bước ra là San Mateo rồi, chỉ còn có 4 quận hạt còn lại. Một lần nữa quý vị, 4 quận hạt còn lại gồm có Marin, khu nhà giàu, khu Mỹ Trắng, khu nhà giàu ở phía bắc của San Francisco, khu nhà giàu. Quận hạt San Francisco, quận hạt Alameda, nơi có thành phố Oakland, cùng với quận hạt Santa Clara, nơi có thành phố San Jose. 4 quận hạt tuyên bố không mở cửa, không bước sang giai đoạn 3, vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ. Cái gì đã cho phép rồi thì giữ, nhưng chúng tôi không cho bước sang giai đoạn 3. Điều có nghĩa là 4 quận hạt Thanh Tùng vừa kể, trong đó có quận hạt Santa Clara và thành phố San Jose, cho tới giờ phút này, bất chấp những nơi khác tóc mở cửa rồi, nail mở cửa rồi, nhưng quận hạt Santa Clara đến giờ phút này vẫn chưa cho phép. Vẫn chưa cho phép mở cửa, chưa cho phép mở cửa tóc, chưa cho phép mở cửa nail, chưa cho phép phòng tập thể dục được mở cửa, chưa cho phép nhà hàng được đón khách vào ăn uống bên trong. Quận hạt Santa Clara và San Jose tính cho đến bây giờ. Bây giờ quý vị hỏi, nếu chưa cho phép bây giờ, chừng nào mới cho phép?
đúng không, quý vị sau câu đó. Thì câu trả lời của viên chức y tế quận hạt Santa Clara họ dùng chữ là unknown, tiếng Anh vừa có tiếng Việt có nghĩa là chưa biết, còn dịch qua ngôn ngữ của Thanh Tùng có nghĩa là biết chết liền. Cho tới giờ này không có câu trả lời nào với quý vị là chừng nào tóc với nail mở cửa lại ở San Jose, ở quận hạt Santa Clara, biết chết liền quý vị. Không ai biết câu trả lời. Có nghĩa là quý vị làm chủ tiệm tóc, tiệm nail ở San Jose phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng quý vị sẽ hỏi, chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã sang bờ. Đúng vậy, chờ thêm quý vị, đã lỡ chờ rồi ráng chờ thêm nữa, biết sao bây giờ. Bây giờ bên cạnh cái quận hạt San Mateo người ta cho mở cửa tóc với nail, thì quý vị biết vào ngày thứ 6, ngày thứ 6 ha, ngày 19 tháng 6 ở quận hạt Solano, tóc với nail cũng được mở luôn. Solano vào thứ 6 mở cửa nè, tóc nè, nail nè, phòng tập thể dục nè, rạp chiếu phim nè, viện bảo tàng, phòng triển lãm nè, nơi cắm trại nè, kể cả xăm mình cho mở luôn. Xin nhắc quận hạt Solano ha. Rồi quận hạt Contra Costa. Quận hạt Contra Costa Thanh Tùng đã có loan với quý vị rồi. Đây là nơi mà đã cho tiệm tóc mở cửa lại, mở cửa từ mấy ngày nay rồi. Tóc ở đó đã mở cửa lại, phòng tập gym đã được mở cửa lại ở Contra Costa rồi. Nhà quý vị, đó là những nơi Thanh Tùng cập nhật quý vị ở địa phương. Riêng ở San Francisco thì như Thanh Tùng vừa thưa, tóc với nail vẫn chưa được mở lại. Nhưng riêng San Francisco thì họ đưa ra một cái dự đoán, họ dự định nha, họ dự định là San Francisco sẽ cho tiệm tóc mở cửa trở ra vào ngày 13 tháng 7. Tóc ở San Francisco có thể sẽ được mở ra sớm nhất là vào ngày 13 tháng 7 thưa quý vị. Còn nail ở San Francisco thì phải đợi cho tới khoảng giữa tháng 8, nail San Francisco mới được cho mở ra trở lại. Đó là phần San Francisco. Quận Cam là một trong những nơi mở cửa rất nhanh quý vị, mở cửa nhanh lắm luôn á. So với quận hạt Santa Clara của mình thì quận Cam họ đi xa lắc xa lơ luôn. Quận Cam là từ 2-3 tuần nay là nhà hàng đã được mở cửa cho thực khách vào ăn rồi. Trong khi quận hạt Santa Clara của mình bây giờ khách chỉ mới có ngồi ăn ở ngoài lề đường thôi, ăn ngoài trời thôi. Quận Cam á là người ta đã cho tiệm tóc mở cửa cắt tóc cho khách hàng rồi. Trong khi quận hạt Santa Clara của mình bây giờ chưa biết ngày nào cho mở cửa luôn. Quận Cam vào thứ 6, 19 tháng 6 là ngày hôm nay, nail được mở cửa trở lại rồi. Trong khi ở San Jose, quận hạt Santa Clara cho tới bây giờ chưa biết ngày nào mở cửa lại luôn. Đó. Quận Cam hôm nay ngành nail được mở cửa trở lại. Quận Cam shopping mall người ta mở cửa trở lại trước Bắc Cali luôn. Nhiều khu shopping mall ở dưới người ta mở cửa lại luôn rồi. Là quận Cam đi rất nhanh, mở cửa rất nhanh luôn có gì. Bất chấp là các ca lây nhiễm ở quận Cam cao hơn ở trên Bắc Cali nha. Quận Cam các ca lây nhiễm và số người chết cao hơn so với quận hạt Santa Clara thưa quý vị. Đó, một cái nhìn tổng quát để quý vị so sánh. Nhiều nơi sẽ mở cửa, cái tốc độ mở cửa là tùy vào tình hình ở quận hạt đó. Miễn đáp ứng được cái gật đầu bật đèn xanh của tiểu bang thôi là quận hạt đó có thể bước sang giai đoạn 3. Còn lại như Thanh Tùng đã thưa với quý vị, có những quận hạt như quận hạt Santa Clara, họ nói rằng là cho tới bây giờ chúng tôi chưa sẵn sàng để bước sang giai đoạn 3, chưa sẵn sàng. Khi nào sẵn sàng chúng tôi cho quý vị biết. Đó là lời của quận hạt Santa Clara. Đó là một số những cập nhật mang đến quý vị về chuyện mở cửa trở lại giai đoạn 3 tại tiểu bang Cali, nối tiếp theo sau quyết định tất cả cư dân tiểu bang Cali phải đeo khẩu trang. Lệnh có hiệu lực ngay lập tức từ ngày hôm qua thứ năm 18 tháng 6 bởi thống đốc Gavin Newsom. Quý vị có thể luôn luôn xem lại được chương trình của chúng tôi, tiết mục Hot News với Thanh Tùng trên YouTube. Quý vị lên YouTube chỉ cần gõ tìm kiếm cái chữ Hot News với Thanh Tùng là sẽ có ngay cho quý vị. Nhớ cho Thanh Tùng xin một nút like sau khi quý vị xem chương trình trên YouTube. Và quý vị nhớ subscribe để lần sau chúng tôi có tiết mục mới thì quý vị sẽ có tiết mục mới để quý vị xem. Hiện giờ trên màn hình là số điện thoại của Netviet TV. Quý vị muốn bảo trợ, cơ sở thương mại dịch vụ quý vị muốn bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng để có thể đến được với đông đảo hàng chục ngàn bà con đồng hương của mình ở vùng Bay Area, thì hiện bây giờ chúng tôi đang có chương trình promotion để bảo trợ quý vị không cần phải trả số tiền quá nhiều mà lại rất hiệu quả trong việc quảng cáo. Thì gọi cho Netviet TV ngay bây giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Chúc quý vị một cuối tuần dịp lễ Father's Day thật đầm ấm, thật hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị tiết mục này lần tới.